Hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2022, hãng Isuzu đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng SUV cỡ trung MUX ở thị trường Thái Lan. Tại thị trường này, Isuzu MUX 2023 được chia thành 6 bản trang bị với giá bán dao động từ 1,154 đến 1,639 triệu baht, khoảng 730 triệu đến 1,03 tỷ đồng. Bước sang phiên bản mới, Isuzu MUX chỉ được thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất. Theo đó, xe được bổ sung lưới tản nhiệt sơn màu đen bóng mới. Tiếp đến là bộ body kit màu xám magenta gray xung quanh thân xe ở bản cao cấp nhất, bao gồm tấm ốp dưới cản trước cản sau, viền bao quanh lưới tản nhiệt và viền đèn sương mù trước. Thay đổi tiếp theo của Isuzu MU-X 2023 nằm ở bộ vành hợp kim 20 inch, sơn màu xám magenta gray ở bản cao cấp nhất. Bộ vành này có thiết kế 6 chấu mới. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn được bổ sung bộ vành hợp kim 17 ICNH khác biệt so với trước. Điểm nhấn còn lại, ở ngoại thất của Isuzu MU-X 2023 bao gồm màu sơn xanh dương Glacier Blue Micro mới và cửa cốp sau đóng mở chỉnh điện với cảm biến đá cốp. Những trang bị còn lại của Isuzu MU-X 2023 tại thị trường Thái Lan không có gì khác trước, vẫn gồm kính lái ngăn tia hồng ngoại tia cực tím, đèn pha bi beam LED với tính năng tự động bật tắt và chờ dẫn đường, giải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, đèn chào mừng, ba gơ nóc, bệ bước chân màu đen hoặc xám magenta gray, cửa tự động khóa khi người lái cầm chìa khóa rời khỏi xe, cũng như cần gạt nước tự động. Bên trong Isuzu MU-X 2023 dành cho thị trường Thái Lan, tiếp tục là không gian nội thất 7 chỗ ngồi. Thay đổi duy nhất của nội thất là màu nâu macchiato brown mới. Tương tự phiên bản cũ, Isuzu MU-X 2023 cũng được trang bị vô lăng bọc da, chỉnh bốn hướng, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao. Thêm vào đó là bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin TFT 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống điều hòa tự động hai vùng đi kèm màn hình kỹ thuật số, hệ thống lọc không khí PM 2.5, cổng USB sạc nhanh 2,4 A dành cho hàng ghế sau, ổ điện 220V, tính năng mở cửa không cần chìa khóa, khởi động bằng nút bấm, ra lệnh bằng giọng nói và hệ thống âm thanh 8 loa. Không chỉ tiện nghi, Isuzu MU-X 2023 ở thị trường Thái Lan còn có khá nhiều tính năng an toàn chủ động ADAS, như đèn pha tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi giải tốc độ, hệ thống phát hiện vật thể phía trước với hình ảnh 3D, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động phanh sau va chạm, kiểm soát chân ga, giới hạn tốc độ thông minh, cảnh báo lệch làn đường, phanh khẩn cấp tự động khi rẽ phải. Ngoài ra, xe còn có 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát lực kéo, 8 cảm biến chia đều trước sau, hệ thống cảnh báo điểm mù và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Nằm bên dưới nắp capo của Isuzu MU-X 2023 ở thị trường Thái Lan, vẫn là hai loại động cơ. Thứ nhất là động cơ 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.9 lít, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm. Thứ hai là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0 lít với công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 450 Nm. Cả hai động cơ đều kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Tại thị trường Thái Lan, Isuzu MU-X là mẫu xe bán rất chạy. Trong 8 tháng đầu năm nay, Isuzu MU-X là mẫu SUV hạng trung bán chạy thứ hai trong phân khúc với doanh số cộng dồn 12.328 xe, chỉ đứng sau Toyota Fortuner 17.167 xe.